Mày thích cảm xúc không? Tao cho anh em xem đúng quả cảm xúc duy nhất này. Em bình ra sao à? Ngó mày ra. Một bên bên. Để em có cảm xúc nhá. Phép màu đi, phép màu đi. Phép màu đi nhá. Được chưa? Phép màu à? Phép màu à? Trời bot chắc là vui rồi. Chơi với bot hả anh? Im. Đừng có nói. Xem đi, phép màu mà nó cứ hỏi. Siêu nào. What? Các em ơi! Hòm gì hợp lý cho Leo nhỉ? Mình cứ dạo dạo mấy hòm nhỏ nhỏ trước đi anh. Mình nhỏ thử nhỏ trước. Hả? Nhỏ là hòm gì? Xem có hòm nhỏ nhỏ là thôi. Rồi lát sau mình ngắt nước xong. Nhỏ là One Pi đấy. Cả máy tắc anh ơi. Đúng rồi. Nào, làm tí One Pi đi. Angry. Lục đỏ, đỏ mà được có 3,54 đô nhỉ? Đấy nữa này. Ui. Này sao chả thấy thằng mở ra được cái luôn mà. Thế thì hôm nay mình chơi nhỏ thôi. Elite bui là ấm ấy. Thêm một hòm nữa này. Ôi sao. Ôi sao. Mình đang khởi động. Khởi động à, có đổi hòm không? 4 hòm rồi, hòm thứ 5 này. Cứ lướt mỗi cái 5 hòm ấy. Ui. Bú. Trời ơi, được rồi. Được rồi. Dừng. Bây giờ mình cứ chơi nhỏ thôi anh ạ. Thế thì xong cái hòm này rồi. Giờ đến cái hòm nào. Giờ mình lên 10 đô đấy. Lên 10 đô. Đi lạnh nhỏ này thôi. Bây giờ tụt xuống 3 đô cũng được. Được rồi, đây 3 đô đây. Ăn thì mình cứ tụt nhỏ của nó, thua thì mình gấp thêm. Nghe logic thế nhỉ? hình như ăn đấy. Phải. Không, ở trong vườn đấy. Thôi. Rồi. Hòm nữa. Con này. Chưa chắc. Ui. 13 đô em ạ. Được, được. Lại. Vào khổ kia khiếp nhờ. Rồi. Hết 5 hòm rồi đấy. Giờ sang hòm gì nữa? Tầm bây giờ tầm bao nhiêu? Đúng không anh? Ừ. Lại giảm tiếp. Ok. 5 hòm. Lãi tiếp nữa giảm xuống hòm 0,3 anh ấy. Đúng rồi. Chơi để lãi thôi, mình đấy đâu. Ôi, hình như phải xem vừa là lãi này, hình như lãi này. Đỏ chót. À không, lỗ vẫn một ít. Rồi, thế mình lại nâng lại lên. Nâng lên mấy? Lại lên 3 đô. 3 đô đúng không? Ui. Này. Nó lệch một tí thì đẹp nhỉ. 4 hòm 3 đô nữa này, được chưa? Mình chơi kiểu leo, mình phải chơi kiểu này nó mới nhanh được. Ôi Gali kìa. Ôi. Con mẹ mày làm phải giảm. Ôi vay luôn. Lại phải giảm vào leo. Học 3 đồng mở ra đúng rồi. Toàn bú bú có 4 khẩu luôn mà. Và đừng quên click vào link phía dưới hoặc sử dụng code BOMAN để nhận thêm 10% deposit anh em nhé. Lại xuống 1 đô mà hòm khác đi kìa. Hòm khác à? Ok ok. Còn hòm nào 1 đô khác không? Đây đúng không? 5 hòm đô. Oh, good rồi. Lên lại 5 đô. Lên 3 đô hay 5 đô rồi Leo? 3. Yeah. Chơi thông xong rồi mình hòm làm. Đây. Carrigan choi. Yeah. Đấy. Good rồi. Good rồi. Vừa lại là 3 ấy. Vừa lại 3. Vừa lại lên 5 giờ hòm khác. Lại khác. Đây nhá. Anh phải nốt lại đấy nhá, anh phải nốt lại nhá. Ui giời ơi. Thế. 2 đô đấy, đừng đùa. 2. 4 hòm 5. Phát này chết là lên 10 anh em ơi. Con 7 rưỡi không? 7 rưỡi. Wow. Giờ tổng vẫn là hơi thua. Hơi thua thì vẫn chơi tiếp hòm 5 đô anh ạ. Nhưng mà hòm khác. 5 luôn nha. Phùi, AK tìm. À mà nếu vào quả AK kia thì ngon nè. Lỗ. Lỗ hơn một nửa ạ. Có lên không? Lên thôi anh. Lên bao nhiêu? Tìm hòm 7 rưỡi. 7 rưỡi à? 7,5. Ui, có thật này. Trời ơi, có. Có thật. Ui. Con này toàn đồ Vulcan luôn rồi anh. Con này P90 là bao nhiêu tiền? Ui, wow. 7. Phải là cái con Blood kìa. Không, thứ 3. Start check. Ngon. À không, nhưng mà bắt được Sky nữa. Ui. Con đồ bẩn hết. Ừ. Hình như được ấy. Đấy, 14. Ui.
Thua rồi. Bây giờ sao? Lên thôi 15 thôi. Lên 15 luôn à? Sao không không lên 10 mà lên 15 luôn à? Con 10 à? Con 10 à? Ờ lên 10. 10 à? 10. Quên mất họp 10 à? Ừ ok, 10 rồi. 12 cơ. Không. Con găng kia trông bướng ấy. Phải. Ôi AK kết. Ui. Thêm một tí nữa đi. Đúng rồi, nó đệm đấy. Ôi trời ơi. Trôi quá hết. Cuối này. Ôi trời ơi. Không này cho tí ai. Ôi thế được 7 đô rồi. Còn 15 á. Đệm 15 luôn đúng không? 12 rồi đúng không? 12 mà anh. Đệm 12 mà anh. À 12, đệm 12 đi. À đệm 12. 5 hòm 12 à? Đúng rồi anh ơi. Trời ơi. Ra được khẩu này. Sở lết Oman. Và có bạn đẹp nhờ Huy nhờ. Dao. Này 7 đô à? 10 đô. Thôi sao. Mới đi thử team là cũng nhiều tí. Nhiều tí. Cuối này 15. Ui dồi. Tựa bạn. Mồi. Rồi lên 15 đúng không? Lên 15 anh ơi. Này một hôm này. Trời ơi. Đã hồng còn Bison. Hòm thứ hai. Còn mẹ. Tự nhiên lên phanh ăn thế nhờ. Phanh ở đấy ngoài đời là phải bốc con đít lên. Ờ, hòm thứ bao nhiêu rồi anh em ơi? Ba. Còn hai hòm. Bốn này. Mẹ tự nhiên ăn thế. Mẹ đấy. Nhưng lúc này thì xe như kiểu mất luôn mà. Còn mẹ. Nhà chiều anh leo à? Chiều anh leo rồi. Rồi hết đỏ 15 rồi. Mình 17 rưỡi ngay. Không, 17 rưỡi không có hòm 17 rưỡi. Thế làm hòm 16 đi. Anh leo. Thế tao thích du ngủ hệ thống ấy. Này này. Được chưa? Cụ đi luôn. Cụ đi luôn rồi. À ba khổ lực nhưng mà đấy. Cũng gọi là thua một ít. Nghĩa yeah. chọn hộ cho leo một hòm. Dù đu su cây xem 50 đô. Và đây. Em đang ngồi xem anh thòm thèm suốt bao nhiêu. Đây. 50. Dạo. Ôi. Con này nó xanh vãi. Sau hòm này rồi, nó hết rồi anh ơi. Một hòm cuối. Siêu nào. What? Oh, các em ơi, đây rồi, em ơi. Không hòa, 600 ăn được 729. Nghĩa đã gỡ lại những gì mà leo đã mất. Đã bảo là chiến thuật của em là thử nhỏ mà. Thử nhỏ, cả tiền cho. Mày nó thử từ bao nhiêu nhở? 7 rưỡi, 10, 12. 15, 16. Rồi nó còn định thử lên 19. Rồi nó còn thử lên 21 rồi đi tiền. Thử lắm đấy. Bây giờ nó là trái hay phải? Giờ mới là khó này. Trái đi anh ơi. Hôm nay chúng ta bắt đầu ra sai trái rồi. Thì có đoạn này thì nó lại dừng là cay vậy. Trái phải. Trái đấy nhá. Ôi trông trông to. À đây rồi, may rồi. Ui 67%. À nó phải là 67%. Có quả đấy trái phải thiếu ăn. Nghe. Thích cảm xúc. Thích cảm xúc, ta cho anh em xem đúng một quả cảm xúc duy nhất này. Quả cảm xúc nha. Ép bầu đấy. Được chưa? Ép bầu. Chơi bot chắc là thua rồi. Chơi bot hả? Im. Đừng có nói. Xem đi, phép bầu mà nó cứ hỏi. Nó là phép bầu mà em. Đây rồi, đang thắng. Thắng không? Nó phải ra con nữa em ơi. Thế này phép bầu này chưa đủ. Ôi, con nữa đi em. Con nữa đi kìa.
đừng đừng bên mình là được. Ôi thằng ôi em màu đúng em màu không em hỏi nhá đúng em màu không ý Khải ôi mày khoan căng ủa tỷ lệ căng cao đấy mở mở luôn anh ơi không mình vẻ mình im màu mày không được dùng từ mở đây 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 bây giờ nhá mình mở nhá chắc chắn là chưa chắc đã ra được cái hòm này đúng không mình sẽ làm một cái battle tiếp mình phải cho bốn thằng cùng mở thì mới biết được tỷ lệ nó có ra được nhiều không đúng không đúng anh ơi đúng wow. Anh ơi. Mình thì sẽ không mở ra được đâu nhưng nhỡ con bot nó mở ra thì sao tỷ lệ con bot nó khác hay sao đúng không sao? Vừa nãy mình chọn city rồi bây giờ mình sẽ sang bên cướp ok nhờ để coi để xem 15 × 4 là 60 cái hòm chả nhẽ không ra căng mình nhỉnh hơn một tí nhưng mà nó không ra găng thì không nói lên điều gì à nó vẫn hỏa xem hoạt ở đây vẫn là vừa thì đấy đúng không anh cũng biết điều đấy ủa nó ọp kìa nó ốp rồi nó nhỉnh hơn mình rồi đấy nó nhỉnh hơn mình rồi đấy bây giờ vẫn phải có găng đấy phải có găng đấy mở như thế này mà đeo ra găng thì chịu đúng không đúng rồi đúng không đúng không anh bốn thằng mở bốn thằng mở 60 cái họ thì ít đâu mình đang nó đang dẫn mình. Ôi nó qua ca. Ồ. Chỉ sợ những hòm cuối mình ra găng thôi thì ăn thôi. Thằng đồng đội mình có ra găng nhé. Thôi. Cái găng là tỷ lệ găng trông cao đấy mà nhở. Ôi mình ọp. Ôi trời ơi. Nhà nó có sâu ọp. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ai găng? Nó thắng. Không, mình ăn rồi. Mình bú, mình ăn rồi. Chắc hòa vốn. À lãi được một tí. Huy ơi, lãi được một tí. Anh nhìn cậu trông có vẻ. Lãi x2. Trời ơi, mang về 45 đô đúng không? Đấy. Cho bây giờ mình tiếp tục này. Đấy bạn thấy không? Mình biết tiếp tục này. 16, 17, 18, 19, 20 hòm, được chưa? 20 mà không ra dao nữa thì chịu đúng không? Lần này mình sẽ chọn bên City, chỉ sợ bên mình ra dao thôi. Xem 20 hòm nó tổng hợp mình mở 80 hòm mà sao nữa thì chịu. Ui dồi, cái này phải ra dao đấy, không ra dao là cũng ra dao là tiếng kia thì cả không ra dao là thắng hay thua thì cũng như thế thôi đấy. Ui còn mình ra sao à, nó phải ra ui, bên bên mình ra sao còn này mà chơi to ăn nhờ thì thành bom làm cướp tiếp làm cướp thì 168 ạ. 4416. Mình biết là vẫn nhỏ ăn hay to ăn nhỉ? Mình nhỏ ăn đi anh. To. To à, từ to đi, từ to nhỉ. To ăn đi. Ảo lắm. Đây. Anh tao mở toàn đây nhá. Tao phải chứng minh này, tao chứng minh cho mày này, to này, nhìn này. To hai bên mở cực kỳ ảo luôn này. Ai cũng ra đồ xịn này. Thấy chưa? Còn em bảo cướp. Không phải vấn đề là cướp hay cảnh mà. Thấy chưa? Ôi bên đây nó mở rồi. To ăn em Huy. To ăn ảo lắm. Chỉ có nhỏ ăn là mình bị ăn được mấy thằng boss này thôi. Nó mở khẩu USP 164 đô luôn mà. Nếu mà mở nhỏ ăn nhá nó ra được khẩu USP đâu. Bây giờ nha, vẫn chơi hòm đấy nha, mày nhìn này. Tao mở mày nhỏ ăn nó khác. Cho mày xem thôi, cho mày trải nghiệm thôi, hiểu không? Đây nha. Bên nào nó không quan trọng đâu em ơi. Nào, mày thích cướp đúng không? Không, em không thích cướp. Thế cả thích cướp. Đây, cạnh. Đây, mày nhìn này. Nhìn này, quả này nhỏ ăn là khác này. Nó đéo mở ra đồ ngon nữa đâu. Thấy chưa? Thấy khác không? Thấy khác không? Thấy ma giáo. Ui, còn. Ui dồi ôi. Thấy chưa? Thấy ma giáo không? Thấy ma giáo không? Thấy ra ma giáo chưa? Mày chắc là mình đứng bút tỷ lệ thì vãi luôn mà. Thấy chưa? Thấy ma giáo chưa? Thấy không? Các bạn thấy khác biệt không? Mày nãy gì đây? Các bạn nhìn đi. Nãy nó mở ra toàn mười mấy đô này. Huy nhìn này không? Ảo không? Này, nó mở ra 8 đô luôn. Tao chỉ để cho mày xem thôi. Nghĩa là cái tỷ lệ khi mà to ăn bé ăn của bot mở ra khác hẳn nhau luôn. Được chưa? Được rồi. Nha. Xong bây giờ mình sẽ... vẫn đứng bên này này, được chưa? Anh chọn nhỏ chứ đấy. À, nhỏ. Đấy. Bình tĩnh, mấy hòm đầu chưa nói lên điều gì.
chơi nhỏ ăn mà nó cứ cho ta dao đấy đi đi. Ơ sao đó, sao nó ngon hơn em ơi, vẫn còn cơ hội. Đứt kéo sao nó ngon hơn. Hòm cuối pli rồi. Ôi sao lại 57 đô, 40 đô. Mình lít nó rồi. Quả cuối con. Quả cuối ra cái súng nó lít, mình lít lại mày. Mình chỉ thua nó sát nút thôi. Này, tao làm luôn phát phát bắt tờ cuối cùng này. Rồi anh em nghỉ này. Bé ăn. Tao đen lắm. Nào. USB. Ôi bố 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 em ơi. Em ơi. À mày. Ba con bot. Mày. Ba con bot. Thôi giờ. Và đừng quên click vào link phía dưới hoặc sử dụng code BOMAN để nhận thêm 10% deposit anh em nhé.